Dự báo thời tiết 31 tháng 1, không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ tăng nhiệt. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu thêm. Vì vậy nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ còn tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ nữa, ban đêm dao động trong khoảng 17 đến 20 độ, ở khu vực đồng bằng và trung du, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 30 và ngày 31 tháng 1 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 55 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam đến đông cấp 2, 3, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, 3, độ ẩm từ 50 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía nam 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 40 đến 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 40 đến 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35, có nơi trên 35 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến đông cấp 2, 3, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 55 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C. Đông cấp 3. Dự báo thời tiết biển, đêm 30 và ngày 31 tháng 1 năm 2019. Trường gió đông bắc có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, 4. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, 4. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, 4. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.